Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Thì sáng nay thì YouTube mới gửi mail về cho mình, họ gọi mình là YouTuber. Sáng nay mình mới nhớ là mình có làm YouTube luôn á. Thế là mình nghĩ là hôm nay mình sẽ làm video gì nhỉ? Thì sau quá trình mà mình xem những cái bài các bạn đăng nhiều ở trong group thì chúng ta hay gặp một cái vấn đề như thế này. Đó là vấn đề khá là nhức nhối và nó cứ âm ỉ thời gian rất là dài. Thì bây giờ mình sẽ không có video hoàn thiện về màu sắc, nhưng mình sẽ có một cái tip nho nhỏ để các bạn có thể ứng dụng ngay và thực hành để mình khắc phục ngay cái bài vẽ của mình. Đó là vấn đề cái việc sử dụng màu sắc rất là hỗn loạn là thứ nhất. Thứ hai là các bạn không có căn bản về màu sắc. Dẫn đến việc nhìn cái bài chúng ta, một là nó bị tái quá, hai là nhìn nó bị đơn điệu quá, ba là nhìn nó sẽ kiểu khô cứng quá. Được, khô cứng với đơn điệu giống nhau. Thứ ba thì nó gọi là chúng ta sử dụng một cách hỗn loạn và không hề có sự kiểm soát. Thì bây giờ mình sẽ có một cái tip nho nhỏ để các bạn có thể ứng dụng ngay lập tức. Thì cái tip đầu tiên đó sẽ là việc mình sẽ hướng dẫn nói qua về cái vòng tròn sắc tố là gì. Đó, vòng tròn sắc tố là gì, và dựa vào vòng tròn sắc tố thì bạn sẽ lý giải được tại sao chỗ này có màu này, chỗ kia có màu kia, tại sao mặt trời có màu ánh sáng màu vàng khi dọi lên một cái bề mặt màu nâu thì tự nhiên nó chuyển về màu cam, màu đỏ hay là màu vàng. Thì nó đều có lý giải của nó cả, đều có cái nguyên lý và nguyên tắc bất biến, cho dù chúng ta vẽ cái phong cách hay là thể loại nào. Vẽ cách đây 1.000 năm thì nó cũng thế, 100 năm nó cũng thế, và bây giờ nó cũng thế. Quy tắc về màu sắc ánh sáng màu vàng pha với màu đỏ thành màu cam, cái này là không thể nào chối cãi được. Không thể màu vàng với màu cam mà chúng ta pha thành màu xanh lá xanh lá được hả? Cái đó là never. Rồi bây giờ thì mình sẽ mở một cái bảng, đó là bảng vòng tròn sắc tố ha. Thì ở đây thì các bạn sẽ biết. Chắc các bạn đã nghe hoặc là các bạn đã biết, đặc biệt là những cái bạn đã có kiến thức cơ bản về màu sắc nhưng mà các bạn lại quên cái việc chúng ta ứng dụng nó như thế nào. Hình như có vẻ là chúng ta bị phân mảng. Và video này sẽ dành cho các bạn mới ha, các bạn nhập môn thôi. Còn những các bạn lâu năm thì mình sẽ không có, đó không phải là đối tượng của mình ha. Rồi, đầu tiên thì cái vấn đề đầu tiên đó là chúng ta hay có thói quen là chúng ta nghĩ một vật thể là màu vàng, một vật thể của chúng ta có màu màu vàng ha, màu vàng giống như ở bên này đi ha, chúng ta có một vật thể màu vàng thì khi chúng ta nghĩ nó sáng lên, chắc là chúng ta màu vàng, mình lấy một cái màu vàng cam ở dưới này đi ha, xóa cái màu này đi, màu vàng thì khi nó sáng lên thì chúng ta sẽ có hiệu ứng là chúng ta kéo cái màu này sáng lên dần. Sáng lên dần, hoặc là chúng ta để khu vực rất là tái này này, chúng ta có màu vàng này, chúng ta đổi lại lên trên này sáng dần, đổi lại sáng dần. Các bạn nhớ cho mình đây là một quy tắc ha, khi mà các bạn có thể muốn tiếp cận hay là những cái màu sắc ở ngoài thực tế hay là trong cái việc tả vẽ làm sao cho bức tranh của mình sinh động. Mình nhấn mạnh đó là sự sinh động, đó là không hề ở ngoài thiên nhiên, không hề có một bề mặt nào, thứ nhất là nó giữ nguyên cho mình một cái trạng thái cả, nó sẽ phải chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác. Có nghĩa là ở gần thì nó sẽ có cái màu tươi hơn, ở xa thì màu nó bắt đầu chuyển về, nó sẽ tái hơn, và đâu đó nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái không gian phía xa. Đâu đó sẽ bị ảnh hưởng không gian phía xa. Ở đây thì các bạn có thấy một cái bài vẽ của mình, vẽ nhanh của mình, thì các bạn sẽ thấy ở trên mình không để bất kỳ một cái bề mặt nào mà nó ở trạng thái đơn sắc mà không có hề cái sự di chuyển cả. Đó là nguyên tắc đầu tiên, là không, các bạn nhớ cho mình không bao giờ để một mặt phẳng nào mà nó có cái bề mặt không có sự thay đổi nào cả. Chúng ta phải thay đổi rất là nhiều cái yếu tố ở trong đó. Yếu tố màu sắc là một yếu tố rất là quan trọng. Nó làm nên cái sự đẹp hay là xấu cho cái bức của mình. Cho dù chúng ta dựng hình rất là ok ha, lên concept rất là tuyệt vời, vẽ chi tiết detail rất là perfect, nhưng mà cái phần màu sắc sử dụng quá là xấu, vậy thì cái bài chắc chắn cũng sẽ không có thể đẹp được. Giống như là một cái ngôi nhà có những cái trụ nhà vậy đó, mà chúng ta mất một cái thì nhà chúng ta sẽ bị nghiêng ngã, làm sao mà chúng ta có thể yên tâm về cái nhà đó được, đúng không?
Như các bạn thấy cái phần ví dụ như khu vực này đi ha, các bạn thấy mình cũng đã chuyển từ cái hệ màu cam chuyển qua hệ màu nâu đỏ, màu đỏ và hệ màu tím đỏ ha. Thì mình đã di chuyển cái hệ màu nó là như vậy ha. Tất cả bề mặt này các bạn thấy mình đã di chuyển hết toàn bộ ha, không để bề mặt nào mà nó có cái sự đơn sắc ở đây cả. Vậy thì nó sẽ có cái hiệu ứng gì? Đó là sự sinh động ha, đó là sự sinh động ha. Giống như ánh nắng ở đây, nếu mà các bạn có thể quan sát, nếu mà chúng ta để nó real, thứ nhất là do chúng ta không có kiến thức về màu sắc cơ bản, thành ra chúng ta không có phân tích được, nên là khi chúng ta nhìn ở ngoài đời như thế nào, chúng ta vẽ vào tranh nó giống như thế thì người ta sẽ không gọi là cảnh đẹp như tranh bao giờ cả ha. Về gọi lúc đó người ta gọi là vẽ giống thật thế. Mình không thích thuật ngữ này cho lắm. Nếu bạn có thể thấy ánh nắng màu vàng khi mình chiếu lên những bề mặt này thì thứ nhất có những cái yếu tố ví dụ như là màu vàng thì chúng ta có màu vàng, chúng ta có màu màu nâu đỏ ở trong này. À, chúng ta có màu vàng, ánh sáng màu vàng, màu chúng ta có màu đỏ, chúng ta pha màu vàng thành màu gì? Màu cam. Màu đỏ pha vàng thành màu cam. Rồi màu cam pha với màu đỏ, màu cam pha màu đỏ thành màu gì? Thành màu cam đỏ. À, màu cam đỏ này, đúng không? Rồi màu vàng pha với màu cam thành màu gì? Thành màu vàng cam. À, các bạn thấy cái thanh của chúng ta bắt đầu êm dịu hơn khá là nhiều đúng không? Bây giờ mình lấy ví dụ, mình sẽ đánh nó lên một cái bề mặt vật thể ví dụ đi ha. Bây giờ mình có một cái thanh thanh gỗ đi, mình có một cái thanh gỗ màu nâu, mình có một cái bề mặt mình gỗ màu nâu đi ha. Cái sàn gỗ của mình sẽ là có màu nâu nâu, nâu đỏ đi ha. Mình lấy màu màu đỏ đây này, mình cho nó thành hơi đỏ nâu một xíu. Ok, đây là màu đặc trưng của gỗ ha. Rồi bây giờ mình sẽ làm cho nó khu vực bên trong, mình sẽ cho tối đi một chút xíu. Rồi. Rồi bây giờ mình có ánh sáng bên ngoài vào, ánh sáng đằng trước tới ha, ánh sáng màu vàng. Mình sẽ có ánh sáng màu vàng vàng trắng đi ha. Đây là ánh sáng của ánh sáng mặt trời ha. Đó, mặt trời bắt đầu tỏa vào nè. Đó. Các bạn thấy để hai màu này để cạnh nhau có hợp lý không? Chúng ta có màu nâu, chúng ta có màu vàng. Màu nâu ở nằm trong khu vực tông màu đỏ. À, này, là vực không màu đỏ. Vậy màu vàng chúng ta có ở khu vực này thì chúng ta có thể thấy màu nâu chúng ta đang ở nằm ở khu vực này. Màu vàng chúng ta nằm ở khu vực này. Các bạn biết tại sao mà nhìn nó rất là gọi là đơn sắc mà nhìn nó không có tự nhiên không? Là bởi vì chưa có hiệu ứng pha màu ở đây. Có nghĩa là một thằng ở vạch số 5 mà một thằng ở vạch số 1, hai thằng đứng cạnh nhau thì làm sao mà nó đều được. Đó. Bây giờ các bạn để màu vàng ở đây, đúng không? Các bạn để màu vàng ở đây. Các bạn để màu đỏ ở đây. Hai ông này để xong có hợp lý không? Không hề có sự hợp lý đâu, nhìn nó chói cực kỳ, rất là chói, đúng không? Nhìn rất là chói. Nhưng mà bây giờ mình để màu cam ở giữa thử xem. Hợp lý hơn không? Dịu hơn rồi hả? Rồi bây giờ mình để màu cam vàng ở giữa hai thằng này. À, bây giờ cái bước màu nó bắt đầu nó sát nhau hơn rồi, nó bắt đầu mịn hơn, nó bắt đầu mịn hơn, nhìn nó bắt đầu dễ chịu hơn. Rồi thêm màu cam đỏ vào đây, rồi các bạn thấy cái màu ở đây nó đã hợp lý rồi đúng không? Rồi bắt đầu chúng ta di chuyển những cái màu sắc này lại gần nhau hơn, kéo nhau lại gần nhau hơn để chúng ta hiểu nhau hơn, để chúng ta gọi là có sự hòa hợp hơn. À. Rồi ok, rồi mình sẽ có màu vàng. Bây giờ mình sẽ filter cho nó lên một chút xíu. Ta có màu vàng ở đây đúng không? Màu vàng và ánh sáng này. Bây giờ mình sẽ bật cái thanh màu lên. Mình sẽ kéo nó về cái hệ màu cam vàng. Rồi, đánh cái phần viền này. Cam vàng. Rồi, bắt đầu mình kéo cái màu cam đỏ, mình cho tối đi chút bởi vì trong này khu vực tối mà đúng không, tối xíu nữa. Trên này cho tươi xíu vào đây, mình cho tươi xíu cho nó các bạn dễ nhìn ha. Rồi các bạn thấy đã có sự liên kết hơn chưa? Rồi màu cam ở đây rồi, giờ mình sẽ kéo vào một chút xíu nữa trong này, rồi mình cho tối đi chút. Thì đây là một cái tip tip nhỏ ha, để các bạn ứng dụng thôi.
Đó, các bạn thấy nó bắt đầu dễ chịu hơn rất là nhiều cho việc so với việc là chúng ta để mỗi màu cam để cạnh màu đỏ, đúng không? Các bạn có thể làm cho nó lay ra để các bạn cảm nhận cái sự chuyển màu ha. Đây là cái phương pháp rất là cơ bản ha, rất là cơ bản mà các bạn chắc chắn phải biết tới, vì đây chỉ là cái vạch xuất phát thôi các bạn. Cái chuyện mà để hiểu với nguyên tắc pha màu thì nếu mà học chuyên ngành mỹ thuật học từ năm nhất, học từ lúc ôn thi rồi, đúng không? Học từ lúc ôn thi rồi mà giờ mà chúng ta quên những nguyên tắc vậy thì nó sẽ rất là buồn cười ha. Kiểu như là vạch xuất phát các bạn còn chưa vào nữa thì làm sao mà có thể trở thành dân chuyên nghiệp được. Đây, thấy không? Rồi, từ màu đỏ trong này ha. Các bạn, chúng ta có màu đầu đỏ ở đây. Bây giờ màu đầu đỏ bắt đầu chuyển qua phía bên trái thành màu gì? Thành màu gì ha? Thành màu tím. Chuyển xíu nữa thành màu gì? Thành màu không, chuyển xíu qua màu hồng. Chuyển xíu nữa thì qua màu tím. Đúng không? Ok. Bây giờ chúng ta có màu đỏ ở đây đúng không? Mình sẽ bật thanh màu nâu đỏ lên. Bây giờ mình sẽ kéo cái thanh màu về phía bên này, mình cho sáng lên chút. Rồi, nó sẽ nằm ở khu vực phản quang phía trong. Các bạn thấy cái khúc di chuyển màu nó êm không? Rất là êm đúng không? Rất là êm. Rồi, bây giờ mình sẽ di chuyển tiếp về cái phần thanh khu vực màu hồng trên này. Chuyển về màu hồng. Đó, hồng tím. Rồi, các bạn thấy cái bước màu nó êm như thế nào? Rất là êm. Hả? Rồi sau này thì mình sẽ ra những cái tip nhỏ nhỏ như thế này để từ từ các bạn cảm nhận được ha. Từ các bạn sẽ cảm nhận được. Rồi mình sẽ để cái thanh màu này vào đây để các bạn có thể quan sát nó tối ưu hơn. Rồi ở phần thanh màu này ha, mình sẽ nốt một số cái thang màu mà mình đã sử dụng. Bây giờ mình có màu đỏ này, màu đỏ ở giữa này, khu vực này, màu cam ở đây, màu vàng ở đây, màu cam ở đây, màu vàng ở đây. Ở trong này mình có màu hồng, trong này mình có màu tím. Ok, thì nó đại diện cho khu vực này đúng không? Đỏ. Đâu qua đây. Đâu qua đây. Hồng thì qua đây. Tím qua đây. Cam ở trên này. Cam đỏ ở trên này. Hồng cam ở trên này. Rồi, các bạn chịu khó ngồi ngay ngắn đợi mình xíu ha, mình nốt cho nó xong. Cam nè. Cam nè, vàng nè, màu cam nè, tí nữa mình một chút nữa thì mình sẽ giải thích quá trình mà mình ứng dụng nó như thế nào ha, nói có sách thì mình mách có chứng chứ. Đây là những cái mà hiện tại mình đang ứng dụng ha. Rồi các bạn sẽ thấy là khu vực màu vàng ứng với khu vực này ha. Ứng khu vực này đây chỉ là cái phần tượng trưng thôi ha, tượng trưng thôi. Cái phần sau này khi mà các bạn đi sâu vào cái việc sử dụng màu thì chúng ta sẽ phải sử dụng cách nó tinh tế hơn rất là nhiều. Rồi màu vàng chà, khó nhìn nhỉ, có cái màu nào mà dễ nhìn không ta? Xanh lá này, cam này, cam đỏ nè. À, mới màu cam nè. Bây giờ cam đỏ ở khu vực này. Màu đỏ ở khu vực này ha. Màu hồng ở khu vực này. Màu tím, hồng tím ở khu vực này. À, nó chia ra những cái thang màu, bước màu di chuyển từ bên trong ra bên ngoài. Ha. Từ trong ra phía ngoài, trong ra phía ngoài, trong ra phía ngoài, trong ra phía ngoài, trong ra phía ngoài. Trong ra phía ngoài thì cái thanh màu chúng ta sẽ đại loại sẽ giống như vậy. Và hy vọng các bạn hiểu cái thông điệp của mình. Sau này thì mình sẽ chia sẻ từ từ nó sâu hơn, bây giờ mới là cái bước để các bạn có cái ý niệm về nó cũng như là có một cách hiểu nó đúng để là cái phương pháp để các bạn khắc phục đầu tiên thôi. Đây chưa là cái gì nó quá chuyên sâu cả. Rồi mình đã ứng dụng nó như thế nào ha.
Rồi cái đây là cái bước đầu tiên để các bạn có thể tham khảo đầu tiên này. Các bạn thấy mình có ánh sáng màu vàng đúng không? Ánh sáng màu vàng nè, cái lá của mình màu xanh lá, xanh thẫm rồi này, lá bên trong cái màu gốc của nó là xanh thẫm ở không khu vực này này, xanh thẫm đây này. Giờ mình có màu vàng pha xanh thẫm thành màu gì ta? Màu xanh chuối. Các bạn biết là chúng ta có ở đây có màu bậc 3. Đây ba cái này là màu bậc 1. Có xanh da trời bậc 1, vàng bậc 1, đỏ bậc 1. Chúng ta có xanh lá bậc 2, cam bậc 2. Rồi tím bậc 2. Rồi, màu vàng này pha với màu xanh lá này ra màu xanh bậc 3. Xanh chuối bậc 3. Đây, các bạn thấy là chúng ta có màu bậc 1 đúng không? Màu bậc 2 và màu bậc 3. Thì ba cái trong cái thanh màu này nó sẽ pha thẳng ra phía ngoài nữa. Và các bạn biết là trên cái thanh màu này nó chia ra rất là nhiều cái hệ màu trong khu vực này. Nó sẽ chia ra rất là chi tiết. Thì các bạn có thể xem nó ở trong một cái thanh màu như thế này ha, từ vàng qua màu xanh lá. Còn những cái thanh màu thì nó sẽ chi tiết hơn rất là nhiều. Các bạn biết là như kiểu cái bước màu á, nó sẽ pha ra nó pha mãi ra phía xa luôn. Nó có thể ra rất rất là nhiều những cái hệ màu nhỏ hơn. Đây các bạn thấy này, màu vàng xanh lá ở trong riêng trong cái vòng tròn sắc tố mà nó phức tạp hơn như thế này, chúng ta đã có thể pha ra một nè, một hai ba màu ở giữa rồi đúng không? Mà lúc nãy thì chúng ta chỉ có màu vàng xanh lá mà xanh mà vàng đến xanh lá thôi, ở giữa xanh chuối. Nhưng mà giữa xanh chuối và xanh màu vàng chúng ta có màu xanh chuối hơn. Rồi màu xanh chuối giữa màu xanh lá thì chúng ta có màu xanh lá hơi chuối. Thì các bạn biết là khi mà vào những cái sản phẩm này, sản phẩm nó đòi hỏi cái độ phức tạp cao hơn, tinh tế nhiều hơn, thì cái việc pha màu các bạn sẽ phải làm chủ rất là nhiều, cũng và dựa vào cái cảm nhận và dựa vào cái hệ màu đấy, các bạn làm sao mà truyền đạt được cái sự sinh động trong một cái bối cảnh, đặc biệt là những bối cảnh mà có nhiều yếu tố mà thiên nhiên á, thì cái màu xanh xanh những yếu tố mà xanh sẽ rất là phức tạp. Nên là các bạn muốn sử dụng màu làm sao cho nó giỏi á, thứ nhất là các bạn phải chủ động tìm hiểu kiến thức về màu sắc. Và thứ hai là các bạn phải ứng dụng, phải vẽ nhiều đấy. Không có chuyện là học xong là sẽ vẽ ra đâu. Đời không như là mơ như thế. Học thì phải đi đôi với hành. Đối với mình thì khi mà các bạn tạo nên một cái sản phẩm và mình có thể nhìn được, có thể thấy các bạn đã làm được dựa trên cái gì, dựa trên cái màu đấy. Đó mới là thực học. Mình không có thích cái sự hào nhoáng ở đây. Các bạn có thể nói được nhưng mà bạn làm cũng được. Vậy thì chắc chắn là không ai nghe đâu. Nên là mình chia sẻ những kiến thức mà mình đã trải nghiệm, mình mới dám nói. Không bao giờ dám nói những cái kiến thức mình không có, không biết tới, mà mình không thử nghiệm, mà mình không không ứng dụng rồi, mình không tin tưởng vào nó. Các bạn thấy ha, đầu tiên là màu này ha, mình có thể để một cái nốt ở vực này, các bạn có thể để tham khảo này. Ở đây thì mình có hệ màu đó là từ màu chúng ta mình có nguồn sáng màu màu vàng đúng không? Màu vàng này, ở đây mình di chuyển qua màu cam này, thì màu cam đỏ này, màu cam này, di chuyển qua màu đỏ này, di chuyển qua màu hồng này, di chuyển qua màu tím này, là ướp dựng những cái thanh này. Nhưng mà các bạn để ý là cái phần độ tươi mình sẽ phải giảm rất là nhiều, mình đang sử dụng nó ở trong cái hệ màu đó là về màu an toàn trong khu vực giữa. Chúng ta không thể khi nào mà làm cái bài của mình cũng tươi tươi rói như thế này được. Rồi cái màu xanh bên này mình có chuyện về xanh lá này đúng không? Xanh lá này, mình chuyển về xanh chuối này, mình chuyển về xanh nhạt trời này, các bạn để ý này, xanh lá này đúng không, xanh lá đang bên ngoài, xanh thẫm bên trong này, bắt đầu chuyển về màu xanh xanh nhạt trời ở trong khu vực phản quang, các bạn thấy chưa? Ở đây mình đang sử dụng cái thanh màu liền kề, nhưng mà ngoài cái chuyện thanh màu liền kề thì mình đang sử dụng cái tông màu đối ha, có hay còn gọi là tông màu bổ trợ nữa. Chúng ta có nguồn sáng ở giữa đúng không, chúng ta có nguồn sáng ở giữa là màu vàng. Rồi nó sẽ đi qua trái và đi qua phải, hai tông màu bổ trợ với nhau là tông màu đỏ và tông màu xanh da trời. Những cái tông màu là tông màu đối và bổ trợ với nhau trong những khu vực này. Tông màu bổ trợ nghĩa là gì? Có nghĩa là khi các bạn đặt thông thường thì nó sẽ nằm đối ngược nhau trên vòng tròn sắc tố hay bánh xe màu sắc. Ví dụ các bạn có màu vàng, các bạn có màu xanh da trời, vàng màu xanh da trời, đây là hai tông màu đối nhau. Thì các bạn sẽ biết là các bạn xem là việc ứng dụng nó ở đâu ha.
Mình sẽ search thử một cái thuật ngữ coi nào. Ví dụ như là mình search clip cái phim Into the Mood. À, cái phim gì ta? Into the Mood for Love ha. Đây là một cái phim có sử dụng cái yếu tố màu này rất là xuất sắc, cực kỳ xuất sắc luôn. Và nó là một cái trong những cái ngôn ngữ về hình ảnh ha. Ngôn ngữ trong điện ảnh. Chúng ta có thể ứng dụng nó rất là nhiều. Ừ, các bạn có thể thấy những cái khung hình thức hình như nhờ thức hình này nè, các bạn thấy bên kia họ sử dụng cái tông màu xanh da trời và bên này nguồn sáng chính họ sử dụng cái ánh sáng màu cam. À, các bạn biết tại sao? Bởi vì đây là hai cái tông màu bổ túc bổ trợ cho nhau. Thông thường các bạn sẽ thấy là khi cái model á, họ, họ họ bên phải là họ có một cái đèn màu cam, bên trái họ có đèn màu vàng, hoặc là bên phải họ có cái đèn màu xanh lá, bên trái họ có đèn màu màu vàng chẳng hạn. Ha, thì đây là những tông màu hơi lệch trên cái thanh màu, đó là cái hệ màu hình tam giác cân hoặc là hệ màu đối. Thì đây là đều nằm trong những nguyên tắc về màu sắc hết. Bạn có thấy nè, đây có màu vàng chuối và bên kia có màu xanh ngọc. Đó, những cái tông màu kiểu như thế này. À, có một cái ví dụ như là clip của Sơn Tùng MTP nó cũng thế á. MTP thì có cái bài gì ta? Cái bài gì nhỉ? Bài gì ta? Không biết cái này có bản quyền không nữa. À, đúng rồi. Cái bài này này. Bài gì ta? Chúng ta của hiện tại đúng không? Okay. Có một chúng ta của hiện tại. Rồi, ở trong này có một cái cảnh đây, các bạn có thể thấy một nguồn sáng màu cam, một nguồn sáng màu xanh da trời, các bạn thấy chưa? Đây là đều có ngôn ngữ và màu sắc cả. Và đây là cụ thể là cái hệ màu, nó là hệ màu đối. À, hay là tên gọi là tông màu bổ trợ với nhau đó. Đây, xanh da trời một bên, cam một bên. Ngoài đó thì các bạn thấy là rất là nhiều cái cặp màu trên cái hệ màu đối nó như thế, các bạn đều có thể ứng dụng được hết cả. Ừ, rất là nhiều cái cặp màu. Đây là nguyên lý sử dụng rất là nhiều trong hội họa hay là điện ảnh ha, và mình sử dụng cũng rất là nhiều. Đó là tông màu rất là thú vị. Các bạn có thể thấy trong nội thất này, trong điện ảnh này, trong hội họa ha, rất là nhiều. Rồi ví dụ như ở đây chúng ta có màu xanh ngọc đúng không? Xanh ngọc này. Thì ở đây có màu hơi cam. À, đây là những cái màu đối diện nhau. Đúng không? Cam đỏ. Đúng. Ở đây cam vàng. Này mới đúng này, đúng không? À, ví dụ ở đây chúng ta có màu tím, ở đây có màu xanh lá, thì đây là những cái cặp màu bổ trợ cho nhau. Mình sẽ thu gọn cái này lại để mình nốt trong cái để luôn ha. Rồi, đầu tiên đúc kết lại bài này đó là cái gì? Thứ nhất là các bạn phải hiểu là quy trình cái quá trình chúng ta pha màu như thế nào. Trong video này mình đã thể hiện khá là rõ. À, hôm sau thì mình sẽ nói kỹ hơn nữa. Các bạn có thể thấy nè, bây giờ ở đây mình có màu tím ha. Ở đây mình có màu tím, cái thanh màu tím của mình nằm ở khu vực này. Ở trong này mình có màu nâu đỏ đúng không? À, màu hơi hồng. Thì mình đang có màu tím này, màu tím của mình ở đây. Mình đang chạy về hệ màu hồng. Từ hệ màu hồng mình chạy qua hệ màu cam này, các bạn có thể thấy nè. Đỏ cam này. Này, có nghĩa là từ hệ màu tím này mình chạy dần về hệ màu hồng, chạy dần về hệ màu hồng đỏ, chạy dần về hệ màu đỏ, sau chạy vòng qua hệ màu cam. À, nó sẽ giống như thế này. À, cái vòng tròn sắc tố vừa rồi chúng ta rồi rồi nhỉ. Đây. Trong cái bức này, trong bức mình vẽ mây này, cái hệ màu hồng của mình nằm trong khu vực này, hồng tím này, đúng không? Nó nằm trong khu vực hệ màu tím này, đúng chưa? Rồi bây giờ mình di chuyển về hình màu, bắt đầu mình di chuyển về hồng tím này, này hồng tím. Rồi di chuyển lên màu hồng, đúng không? Có nghĩa là thanh màu đã đang bắt đầu từ đây, từ khoảng này, nó di chuyển về màu hồng, sẽ di chuyển qua màu đỏ, di chuyển qua màu cam. Cái đây mình đang làm, đây là cái điều mình đang làm. Thậm chí ở đây thì cái hệ màu ở đây nó là hệ màu xanh da trời, các bạn cũng có thể thấy ha. Đó, nó đang chạy theo cái hệ màu này, và cái hệ màu của mình nằm cho đâu đâu đó trong khoảng nửa bảng màu này, ha. Đó, nó nằm nó khoảng nửa bảng màu này. Mình sử dụng những cái tông màu như thế này. À, vàng tím pha với ở đây mình di chuyển nè, có nghĩa là khi mình đặt màu màu xanh da trời
cạnh hệ màu hồng đúng không? À, ví dụ như xanh tím ở đây thì chuyển vào hệ màu nâu đỏ hôm nay thì mình sẽ có những cái bước màu nào? Mình sẽ bắt đầu di chuyển từ đây qua đây, di chuyển từ đây qua đây, di chuyển từ đây qua đây, di chuyển từ đây vào đây. Tất nhiên là cái bước di chuyển nó sẽ rất là nhẹ, rất là tinh tế hơn. Chúng ta không có thể nó lộ lộ lên được. Các bạn có thể thấy này, mình đang di chuyển màu qua những hệ màu cam và hệ màu vàng ở đây. Bạn có thể quan sát được. Những cái bước như này thì nó sẽ phức tạp hơn. Bạn thấy ở đây mình sử dụng hai cái tông màu bổ trợ nhau là xanh xanh ngọc như là màu cam. Mà hệ màu cam thì các bạn có thể thấy là mình di chuyển từ hệ màu đỏ đến đỏ cam cho đến màu cam cho đến cam vàng. Có nghĩa là nó sẽ không chỉ đơn sắc ở trong một vùng sắc độ ha, vùng màu sắc mà trong đó nó còn sử dụng rất là nhiều cái hệ màu bậc rất là nhỏ trong đấy nữa. Rồi viên màu sắc ở đây có màu xanh chuối nè, nhưng mà tất cả pha với nhau. Ví dụ ở đây mình có nguồn vàng, nguồn ánh sáng màu vàng đấy, sáng màu vàng. Rồi mình pha, các bạn để ý này, mình pha dần là màu cam dần này, bắt đầu các bạn để ý này, bắt đầu cam dần, bắt đầu là những phần màu cam đỏ và đây phần màu đỏ, các bạn thấy không? Cái thanh màu nó đều có di chuyển khác nhau. Tuyệt đối không, các bạn sẽ không được để màu vàng. Sau rồi các bạn cho màu vàng nó sáng lên. Rồi cho màu vàng nó sáng lên nữa. Cho màu vàng nó sáng lên nữa. Thì các bạn nếu mà giờ mình đặt cái màu sắc này vào bài của mình thì nó có sinh động không? Nhìn nó sẽ rất là xấu, rất là xấu. Tương tự màu xanh lá cũng thế, đúng không? Bây giờ các bạn có màu xanh lá ở đây, đúng không? Xanh lá ở đây. Các bạn có ánh sáng màu vàng, ánh sáng màu vàng. Bây giờ ánh xanh lá ở đây đi ha, di chuyển vào màu vàng này. Coi nào, mình có xanh lá ở đây, mình có màu vàng ở đây. Rồi xanh lá ở đây di chuyển lên, di chuyển lên. Mình bắt đầu kéo về thành màu xanh chuối, mình sẽ kéo cho nó sáng lên. Rồi di chuyển lên bên này, rồi kéo không đấy, mình kéo màu xanh chuối này, để cho sáng lên xíu nữa. Rồi di chuyển lên đây, đúng không? Rồi mình kéo về đây một chút nữa, mình di chuyển lên màu xanh vàng trên này. Rồi các bạn thấy cái bước màu gần không? Có nghĩa là giờ mình kéo cái màu xanh này gần lại cái màu vàng này hơn, kiểu kéo lại gần nhau hơn, đúng không? Đây cũng là cách mà mình sử dụng cho những cái màu bị ảnh hưởng những cái nguồn sáng này, các bạn cũng có thể thấy nè, cái bước màu tương tự giống như thế này. Nhưng mà cái cách xử lý thì mỗi người sẽ xử lý theo một cách khác nhau, nhưng mà cái nguyên tắc về màu sắc thì nó sẽ không thoát được, nó không có thoát được. Màu vàng pha màu không xanh da trời, các bạn không thể biến thành nó thành màu 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 vàng pha xanh da trời, các bạn không thể biến nó thành màu màu hồng được, đúng không? Các bạn không thể để cái bước màu hồng ở giữa được, nó sẽ rất là chói khó chịu. Màu vàng xanh da trời phải là xanh lá hoặc là xanh ngọc hoặc là xanh chuối ở giữa thì nó mới đúng nguyên tí màu sắc. Các bạn có thể pha để giữa làm cái màu đỏ được, rất là vô lý, gọi là cái điều quá là căn bản luôn rồi. Rồi bây giờ vẫn là xanh chuối đúng không? Bây giờ vài cái đường bắt sáng, ví dụ như là nó chuyển dần về màu màu vàng, hơi hơi vàng phần này. Rồi bây giờ mình ứng dụng thử nhé. Mình sẽ ứng dụng thử. Bây giờ mình sẽ có cái, mình sẽ dùng tạm cái brush đi cho các bạn dễ hiểu. Mình có xanh lá này, mình đánh ở đây nhìn khó chịu không, để gần hai thằng không ăn nhập gì luôn, nhìn ngứa hết cả người, thấy không? Tuy nhiên ánh sáng ở đây theo cái màu xanh lá này đấy là do chưa pha màu đấy. Rồi ở trên thì mình sẽ bắt đầu bắt bắt những cái màu màu xanh ngọc, xanh chuối, ok chưa? Rồi mình bắt đầu bắt từ màu xanh trên này. Ok chưa? Bắt đầu bắt màu này. Ok chưa? Các bạn thấy có sự liên kết gì đấy chưa? Trong này. Đó. Đây là cái việc mà chúng ta làm sao cho nó hài hòa để chuyển màu làm sao mà cho nó tự nhiên, nó sinh động. Ở đây còn có màu cam nữa này. Cam đỏ di chuyển ra đây. Nếu mà cái chỗ này phát sáng thì nó cũng sẽ có ánh sáng nhẹ vào đấy chẳng hạn. Đó, thì bên này có màu xanh đúng không? Bên này khu vực phản quang bên này có màu xanh, cái này mình sẽ chuyển về phần khu vực xanh thẫm ở đây. Mình đánh vào khu vực bên trong. Rồi đi xíu. Rồi, chuyển về xanh ngọc. Rồi chuyển về các bạn thấy để ý anh pha màu không? Này, cái này là về màu tím. Rồi các bạn thấy có sự liên kết không? Có sự liên kết không? Có đúng không? Rồi mình sẽ làm mướt nó nhé.
chúng ta sẽ để cái thanh màu 0%, 90% đi. Anh sẽ làm là xước. Thì đây là cái thanh màu mình di chuyển từ bên trên vào đây, đúng không? Rồi để cho nó dễ hiểu một chút thì bây giờ sẽ cắt cái tông màu này, sẽ cắt nó. Rồi chúng ta bỏ qua bên này để tập hợp cho các bạn dễ hình dung ha. Rồi cái thang màu ở đây ha, chúng ta có thang màu này. Bây giờ mình cần chuẩn gì ra, chỉ làm cho là xước đã. Thì đây là cái thang màu mà anh đã sử dụng. Rồi bạn nào chưa hiểu thì bắt buộc phải xem video thôi, đúng không? Không xem làm sao mà hiểu. Thang màu vàng. Những cái bước màu mà anh đã sử dụng đây. Xem không hiểu thì xem lại video ha. Đây là những cái cặp màu đối. Những cặp màu đối này. Các bạn có thể từ những cái, đây mới là những cái nốt mở mà kiến thức cơ bản. Những cái gợi ý ngay từ ban đầu, những gợi ý mở và cái tác dụng của nó, phân tích cái tác dụng của nó trong thực tế là gì, để các bạn hiểu cái mức độ quan trọng của nó như thế nào. Và đây sẽ là cái tiền đề cũng như là cái bước đệm đầu tiên để các bạn đi vào phân tích sâu về màu sắc. Và nếu các bạn quan tâm tới gọi là background painting ha, hay là họa sĩ phong cảnh, tức là anh sẽ chỉ vẽ toàn bộ về background cũng như environment ha, những cái yếu tố về phong cảnh, về cảnh quan, hay là có thể gọi là họa sĩ phong cảnh cũng được, thì nó đòi hỏi các bạn xử lý trên cái số lượng màu cũng như là hệ màu rất là kinh khủng ha. Nhưng mà xoay đi quay đi quẩn lại á, cái nghệ thuật hay là màu sắc ở đấy á, nó giống như là một cái lớp, gọi là nó giống như là một cái thứ để chúng ta thể hiện những cái gì bên trong mình nhá. Thì nó giống như là một cái phương tiện để chúng ta truyền tải tới người xem, truyền tải đến người mà có thể nhìn thấy những bức tranh, những sản phẩm của mình. Chúng ta muốn gửi gắm một cái thông điệp nào đó, và các bạn muốn gửi gắm được cái thông điệp đó, các bạn phải làm chủ được những cái công cụ. Chúng ta giống như là khi các bạn làm nhà văn thì các bạn sẽ phải biết khi mà diễn tả một nỗi buồn thì chúng ta có những thuật ngữ nào, khi mà buồn thì chúng ta bắt đầu diễn tả những cái câu chữ, ví dụ như là hôm nay là một ngày chúng ta không thể nói một ngày hôm nay là một ngày trong xanh và tâm trạng mình tốt, và hôm nay là một ngày rất là tuyệt vời, và chúng ta để diễn tả một nỗi buồn được, đó là vì chúng ta chưa làm chủ được cái từ ngữ của mình, những cái ngôn ngữ. Hôm nay thì các bạn có thể diễn tả khác, ví dụ như hôm nay là một ngày âm u, hôm nay là ngày âm u và không có một tia nắng nào xuất hiện trên bầu trời. Trời hôm nay se lạnh, dòng người đi qua trên phố thì thưa thớt dần hơn. Và còn đâu đó ở trong tim mỗi người thì lại xuất hiện cho mình những cái nỗi buồn còn đọng lại từ những cái chặng đường của cuộc đời của mình. Thì đó sẽ là những cái việc mà chúng ta làm chủ cho những cái loại hình nghệ thuật khác nhau. Hội họa cũng thế, âm nhạc các bạn cũng sẽ, đặc biệt là ở trong âm nhạc thính phòng, âm nhạc thính phòng thì hoặc là gọi là nhạc cổ điển á, classic á, các bạn có thể nghe một số cái bạn, ví dụ như là của Bach thôi, Beethoven, hay là của Mozart, hay là bạn bốn mùa chẳng hạn, thì các bạn sẽ có, khi mà mình nghe một cái đoạn nhạc tự nhiên nó sẽ xáo động vào trong cái tâm trạng của mình, làm mình nhớ đi, mình gọi là mình tưởng tượng được một cái khung cảnh, ví dụ như một cái đoạn nhạc rất là lãng mạn, tự nhiên mình sẽ cảm nhận được một cái đoạn nhạc như thế nào là lãng mạn, một cái đoạn nhạc như thế nào là vui tươi, thì nó sẽ diễn tả bên trong cái tâm trạng của mình. Bởi vì họ sử dụng rất là xuất thần cái nghệ thuật của họ rồi, họ từ những cái ngôn ngữ như thế thì họ có thể diễn tả và họ phóng chiếu được những cái nội tâm của họ. Thì tương tự như vậy, nếu mà các bạn làm chủ được màu sắc, các bạn sẽ vẽ được một cái cảnh làm sao mà có tràn đầy cái sự hy vọng, một cái cảnh như thế nào là
có nhiều cái sự nỗi buồn ở trong đó, chiêu trong đó, hay là các bạn muốn vẽ một cảnh bình minh thì nó sẽ khác cảnh hoàng hôn như thế nào ha, khi có tâm trạng các bạn vui vẻ, hay là một cảnh các bạn đang tâm trạng rất là buồn cô đơn thì phải sử dụng cho mình cái hệ màu như thế nào ha? Không thể sử dụng màu tươi tắn cho một cái cảnh cô đơn như thế được ha? Thì nó sẽ chuyển thành cảnh của trẻ em mất rồi. Thì cái thông điệp bên trong mà các bạn, cách các bạn muốn diễn tả bên trong cái lòng của mình hay nội tâm bên trong của mình thì các bạn lại không lột tả được nó rồi, bởi vì cái vấn đề các bạn không làm chủ được những nguyên lý cơ bản như thế này. Cái đó là gọi là, đó là những cái lỗi cơ bản, những lỗi cơ bản mà mình ra video này để mình muốn là các bạn không nên bị mắc những cái lỗi cơ bản như thế. Thì đây mới là những kế hoạch xuất phát thôi, nên là mình muốn là các bạn thật là nhanh có thể vào được kế hoạch xuất phát, có thể trở thành một cái dân chuyên nghiệp. Nếu các bạn nghiêm túc với cái tương lai của mình thì chúng ta sẽ biết đâu sau này một cái cảnh quan, các bạn chỉ cần vẽ một cảnh có thể đủ thu nhập trong một tháng, thì các bạn làm 5 ngày thôi, các bạn đi nghỉ 25 ngày rồi phát triển cá nhân mình, các bạn có thể đi chơi với bạn bè, phát triển gia đình, tìm kiếm người yêu, rồi đi khám phá thế giới. Chúng ta sinh ra không thể làm và kiếm tiền suốt ngày cả. Ok, rất là vui có thể chia sẻ với bạn một clip tiếp ngắn trong cái clip màu sắc như thế này. Nếu có cơ hội thì mình sẽ ra một video về màu sắc nó hoàn thiện luôn. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ đây sẽ là những cái bước tiến ban đầu của các bạn để khắc phục cái bức tranh của mình, ứng dụng vào bức tranh của các bạn ngay lập tức. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay. Bye bye.